Sáng ngày 2 tháng 7, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Châm tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ông Haji Zaki, trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh, ông Quỳnh Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đến dự. Căn nhà được trao cho hộ chị Maria, sinh năm 1982, ngụ ấp La Ma, xã Vĩnh Trường. Được biết gia đình chị có 4 thành viên Do gặp tai nạn trong khi làm việc, chị bị thương đôi mắt, không còn khả năng lao động, nên mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào công việc mua bán của chồng. Hiện con gái nhỏ đang học lớp 7, con trai lớn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chính vì thế, gia đình không đủ điều kiện để sửa chữa căn nhà đã cũ và dột nát xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, được sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Hồng Kông thông qua mô hình Phụ nữ chăm An Giang, ban đại diện cộng đồng hồi giáo tỉnh đã giúp đỡ gia đình chị xây cất mới căn nhà để yên tâm phát triển kinh tế. Sau hơn 10 ngày thi công, căn nhà có kết cấu nền gạch, khung tiền chế, mái vách lợp tôn, tổng diện tích 35 m2 với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình. Có được căn nhà lành lặn, ấm áp, chị Maria xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm sẻ chia của chính quyền địa phương và ban đại diện cộng đồng hồi giáo châm tỉnh an giang đây chính là động lực để gia đình sớm vượt qua khó khăn nỗ lực phấn đấu dương lên trong cuộc sống dịp này quỹ bay dân xã vĩnh trường cũng trao tặng gia đình phần quà thay cho lời chúc mừng